công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ nổ súng bắn người. Các đối tượng cho vay rồi đòi nợ kiểu côn đồ khiến một người không liên quan bị trọng thương. Đối tượng Dương Tấn Thành, sinh năm 1991, có cho anh Nguyễn Hoàng Hận, sinh năm 1988, dây 9 triệu đồng. Ngày 23 tháng 9, Thành gọi điện cho anh Hận đòi nợ nhưng không được. Đến khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 9, anh Hận chở theo một người bạn tên Hồ Đăng Lý, sinh năm 1986 đi từ phòng trọ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ra. Ra đến đường thì gặp Thành kéo theo năm thanh niên khác đến chặn đầu, dùng dao và súng. Hậu quả là anh Lý bị trúng đạn. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tình trạng đai dễ thương. Sau thời gian truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng.